chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình bắt đầu một ngày làm việc mới. Bây giờ là mình đi lồng hạt vô kéo thê nha mọi người. Giờ nguyên dạng máy tính mình bật máy, mình lồng tất cả các hạt vô nha mọi người.
Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.